Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn Đạo Đức Lớp 5 qua sách và bài tập. Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập môn Đạo Đức Lớp 5, bài 8, hợp tác với những người xung quanh. Rồi trước hết là chúng ta làm bài tập số 1. Em hãy bày tỏ thái độ của mình về mỗi ý kiến dưới đây. A. Hợp tác với những người xung quanh là rất quan trọng. Thì điều này chúng ta tán thành hay là không tán thành? Các em biết là hợp tác với những người xung quanh thì giúp công việc hoàn thành được tốt hơn và giúp chúng ta học hỏi được nhiều điều hay hơn từ bạn bè, từ những người hợp tác với mình. Như vậy, ở đây là chúng ta tán thành. B. Trong hợp tác cần phải lắng nghe ý kiến của nhau. Tán thành hay là không tán thành? Trong hợp tác chúng ta cần phải tôn trọng, lắng nghe ý kiến của nhau thì chúng ta mới học được những điều tốt từ nhau. Vậy điều này là chúng ta tán thành. C. Hợp tác với người khác là thể hiện sự yếu kém của mình. Tán thành hay là không tán thành? Việc này là chúng ta không tán thành. Bởi vì hợp tác với người khác là thể hiện sự đoàn kết, sự học hỏi lẫn nhau. Mỗi người đều có một cái tốt riêng, không ai giống ai. Vì vậy, hợp tác với người khác là để chúng ta học hỏi những cái tốt từ người khác. Như vậy, điều này là hợp tác với người khác là thể hiện sự yếu kém của mình là chúng ta không tán thành. D. Chỉ hợp tác với những người cần sự giúp đỡ của mình. Tán thành hay là không tán thành? Trường hợp này chúng ta cũng không tán thành. Không phải những người cần sự giúp đỡ của mình chúng ta mới cần hợp tác, mà chúng ta có thể hợp tác với mọi người. Bởi vì từ mỗi người chúng ta đều học được những cái tốt từ họ. Vì vậy, chỉ hợp tác với những người cần sự giúp đỡ của mình là không tán thành. D. Hợp tác trong công việc giúp em học hỏi được nhiều điều hay từ bạn bè thì điều này là hoàn toàn tán thành. Tiếp theo em sang bài tập số 2, đánh dấu cộng và ô trống trước những hành vi, việc làm thể hiện sự hợp tác. A là luôn quan tâm, chia sẻ với bạn bè. Khi chúng ta hợp tác thì chúng ta phải luôn quan tâm bạn bè có những ý kiến gì và có những việc làm gì chúng ta có thể học tập được và chúng ta có thể góp ý. Luôn chia sẻ với bạn bè những ý kiến của chúng ta, mà theo chúng ta những ý kiến đó rất là tốt, nó góp phần làm cho công việc của chúng ta tốt hơn, thì chúng ta luôn quan tâm và chia sẻ với bạn bè. B. Tích cực tham gia các hoạt động chung thì điều này chúng ta cũng cần phải làm. Không quan tâm tới việc của người khác thì điều này là không được. Bởi vì không quan tâm tới việc của người khác thì nó không thể hiện được sức mạnh của sự đoàn kết, nó không thể hiện được sức mạnh của sự hợp tác. D. Làm thay công việc cho người khác thì điều này không thể hiện sự hợp tác, đúng không? Hợp tác ở đây là cùng nhau làm việc, cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đưa ra những ý kiến, những biện pháp tốt cho công việc. Làm thay công việc cho người khác thì việc làm này là không thể hiện sự hợp tác. D. Việc của ai, người nấy biết thì đây cũng không phải là hành vi thể hiện sự hợp tác. E. Biết hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung. Rồi, hỗ trợ, phối hợp với nhau trong công việc chung giúp cho công việc đạt kết quả tốt hơn, đúng không? Như vậy, việc làm này là thể hiện sự hợp tác. G. Biết lắng nghe, tôn trọng và xem xét các ý kiến, quan điểm của mọi người trong nhóm thì đây là thể hiện sự hợp tác. H. Biết cùng cả nhóm chung sức vượt qua những khó khăn, vướng mắc để hoàn thành nhiệm vụ chung thì đây cũng là hành vi thể hiện sự hợp tác. I.
có trách nhiệm về những thành công hay thất bại của nhóm, về những sản phẩm do nhóm tạo ra. Rồi, trong quá trình hợp tác thì chúng ta cần phải có những trách nhiệm về những thành công hay là thất bại của nhóm, hay là về những sản phẩm do nhóm tạo ra. Từ đó chúng ta rút ra những kinh nghiệm, những bài học cho những lần sau để công việc đạt hiệu quả tốt hơn. Vì vậy Y cũng là một hành vi thể hiện sự hợp tác. Tiếp theo em sang bài tập số 3. Em hãy đánh dấu cộng vào ô trống dưới tranh thể hiện sự hợp tác. Rồi các em quan sát bức tranh thứ nhất. Trong bức tranh số 1 thì tất cả mọi người đều giúp tài xế là đẩy chiếc ô tô. Như vậy, bức tranh số 1 là thể hiện sự hợp tác. Bức tranh số 2 thì có hai người không giúp bác tài xế đẩy chiếc ô tô mà chỉ đứng nhìn thôi. Như vậy, bức tranh này là không thể hiện sự hợp tác. Bức tranh số 3, mỗi người một việc, người thì quét dọn, người thì trang trí, đúng không? Người thì lau bàn ghế. Tất cả những việc làm của mọi người này đều thể hiện sự hợp tác. Bức tranh 4, mọi người làm việc, nhưng trong đó có ba bạn này thì là không làm việc mà đứng nói chuyện riêng. Như vậy, ở đây là không thể hiện sự hợp tác. Như vậy ở đây các em chỉ cần đánh dấu cộng vào bức tranh, tranh 1 và tranh 3. Tiếp theo em sang bài tập số 4. Em hãy chọn một trong các từ ngữ kết quả hợp tác học hỏi mọi người để điền vào chỗ trống trong mỗi câu dưới đây cho phù hợp. A. Biết hợp tác trong công việc để đạt được kết quả tốt. B. Hợp tác với mọi người giúp em học hỏi được nhiều điều hay. Rồi như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 4. A. Biết hợp tác trong công việc sẽ đạt được kết quả tốt. B. Hợp tác với mọi người giúp em học hỏi được nhiều điều hay. Rồi tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Câu E. Em hãy cùng các bạn chơi trò chơi vượt biển an toàn. Cách chơi. Người chơi được chia thành các nhóm khoảng 4 đến 5 người một nhóm. Mỗi nhóm có một tờ báo cũ để làm thuyền vượt biển và quy ước khoảng sân là biển. Bắt đầu chơi, tất cả vừa hát một bài hát về biển, vừa đi lại trong sân như đang bơi trên biển. Khi người điều khiển hô báo biển, tất cả mọi người phải chạy ngay về thuyền của mình. Yêu cầu cả nhóm phải đứng gọn trong thuyền. Ai bị rơi một chân ra ngoài thuyền coi như là bị rơi xuống biển. Khi tiếng hát cất lên báo hiệu bão đã tan, biển lại bình yên, mọi người lại tiếp tục bơi. Nhưng sau mỗi cơn bão, thuyền đã bị rách chỉ còn một nửa. Các nhóm phải gấp đôi tờ báo lại. Và khi có hiệu lệnh bão biển, mọi người lại phải chạy về thuyền. Trò chơi cứ tiếp tục như vậy, nhưng càng về sau sẽ càng khó khăn, vì thuyền phải nhỏ dần lại, nên mọi người biết cách đoàn kết cùng nhau đứng như thế nào để không ai bị rơi ra khỏi thuyền. Nhóm nào bảo tồn được số người đến cuối cùng, nhóm đó sẽ thắng cuộc. Rồi tiếp theo là các em sang phần B, thảo luận nhóm. Để giành được thắng lợi trong trò chơi vừa rồi, cả nhóm cần phải làm gì? Rồi ở đây các em bấm tạm dừng video và các em suy nghĩ nha. Để giành được thắng lợi trong trò chơi vừa rồi thì chúng ta cần phải có những biện pháp như thế nào? Rồi cụ thể ở đây thì các em tham khảo câu trả lời. Để giành được thắng lợi, cả nhóm phải biết đoàn kết với nhau, cùng quy ước cách đặt chân, sao cho tất cả mọi người đều có thể đứng gọn trên thuyền mà không chen lấn, xô đẩy nhau. Và khi cần thiết, có thể loại bỏ một người ra để những người còn lại có thể đủ chỗ trên thuyền. Rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông để nhận được những video mới nhất. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.